Hello, bây giờ mình sẽ giới thiệu với tất tật tật các áo sai mà mình đã vẽ trong thời gian qua. Và những video này được tận 10 like thì mình sẽ vẽ theo yêu cầu của các bạn. Một con sai thì nó cũng được. Đây là con sai này. Con sai này là mình dần cái tập tiếp mình vẽ. Hầu như con sai này là lúc đầu mình vẽ con sai này thôi. Tiếp theo là con sai làm. Tiếp theo là con sai này. Xem bằng những máu bay tay vẽ hơn. Lúc đầu mình vẽ thì mình vẽ là ít máu thôi, nhờ mình thấy con này nhiều máu đẹp hơn thế mình chơi hơi nổi tí. Sao này đấy, các bạn thấy nó về ba của bạn đó lấy còn mình vẽ sang về ba thì các bạn ấy nhớ mình nói cho mình một tiếng nhá. Cho nó sang lá, có bạn đã yêu cầu mình vẽ sang lá về ba, mình cũng không biết cân bạn đấy là gì, nhưng mà nếu mà mình sẽ biết thôi, nhưng mà mình sẽ nói đây cũng bạn yêu cầu sang lửa của bạn đấy. Đấy nha, tiếp theo là yêu cầu sân nước cũng là của bạn đấy. Xong rồi lúc đấy thì mình nghĩ là vẽ san hệ cũng được, thế mình vẽ xem san hệ điện. San hệ điện thì nó yếu hơn với san khác. Và tiếp theo chính là san mà Erosan, đây là Erosan 666. Mình thích vậy thôi. Video này là những video mình đã vẽ trong thời gian qua. Còn những con mà lúc đầu mình vẽ mình yêu. Và nếu như có video mới mình sẽ đăng ký cho các bạn. Bạn nhớ like, subscribe cho mình thêm ý tưởng mới.